chú bị một cái người cháu bỏ rơi á chú. Nói đưa ra đây bỏ ngoài này luôn đi. Trời ơi. Không có do ở nhà nữa. Ở nhà tại chú bị bệnh là nó chuyện hoài, nó làm chuyện không được. Tối là không ai ngủ được luôn hả? Không ai ngủ được. Và gần như trong phòng có hai ba mấy người, người ta cũng có thể chứng kiến được cái điều đó. Chú như kiểu là chú muốn làm một cái việc gì là mình phải phục vụ ngay. Đây hình ảnh của anh nè, đêm hôm á không ngủ anh đi qua những cái phòng khác để làm gì? Anh đi tới rồi để làm gì? Ở đây nam nữ người ta cho ở riêng hết. Tại sao anh phải làm như vậy? Vậy thì người cháu gái của anh á, nuôi dưỡng của anh đó, bao nhiêu tháng qua anh làm gì với cháu gái của anh, tại sao mà nó không dám nuôi anh nữa? Giờ là 1 giờ sáng nha, xin chào quý vị khán giả. Thì cái câu chuyện của anh Dây á, khi sang về Bình Dương rồi để mà chỗ trên chỗ người ta trả lại á, bây giờ sang không biết chở đi đâu. Giờ trước mắt Sang chở về chỗ của Sang đó, giờ đi được đó. Bây giờ Sang chở về chỗ của Sang đó là để mà để cho ngủ tạm đây, sáng mai Sang tính tiếp. Giờ nhiều việc quá, giờ xin chỗ nào cũng không được. Trên đường đi về thì Sang cũng kiếm chỗ Sang xin rồi mà không ai chịu nhận đó. Cái tính tình của anh Dơi vậy, thật sự Sang cũng khó mà giúp được. Cả nhà coi cái video thứ hai cả nhà biết rồi. Giờ Sang trước mắt Sang đem về chỗ bên Sang cho nghỉ đây đi, rồi ngày mai Sang tính, giờ 1 giờ sáng rồi. Hoàng hoàng giờ Sang cũng không biết cái đem đi đâu gỡ nữa. Mấy chỗ dưỡng lão kia mà đem chỗ dưỡng lão nào phải có những nơi mà ở thì có đàn ông không á thì ở được, chứ giờ mà có phụ nữ ở trong đó nữa là khó ở rồi. Bởi vậy hỏi sao mà cái đứa cháu gái nó chăm sóc, nó tắm rửa hàng ngày, nó chịu không nổi, nó không nuôi nổi luôn. Bởi vậy tội nghiệp nhỏ đó, với mẹ nó cũng ở nhà mướn nữa, phải chi ảnh bệnh hoạn gì á mà ảnh tánh tình ảnh đàng hoàng á thì không nói. Giờ 1 giờ sáng, 1 giờ hơn. Giờ em về đây cho nghỉ đỡ. Sáng mai Sang tính. Chứ bây giờ là hết biết cách rồi, Sang gỡ đem đi đâu. Hút thuốc, hút khúc như cái máy luôn vậy đó. Trong đội dân bảo hút dữ lắm. Mà người ta nói không có nghe. Mà sai người ta lấy đồ mà người ta làm không kịp là khó chịu rồi. Giống như là cái người phục vụ cho mình á, trên đó những người ta nói nhiều lắm, mà một người nói nhiều người ta ở chỗ nó nói tánh tình rất là kỳ. Giờ Sang cũng không biết cách nào để mà giúp, giờ mà gỡ vô mấy chỗ dưỡng lão kia chắc chắn người ta không nhận. Hai ngày nay thì Sang liên hệ để mà xin rồi, nó không dám nhận đâu. Nhận mà vô mà cái tính tình kiểu này làm ảnh hưởng tới cái chỗ dưỡng lão khác, người khác người ta ở, còn ảnh hưởng nó mấy chục người, nó đâu phải vì một người mà nó là làm liên lụy tới những người khác. Ở chỗ dưỡng lão của người ta cũng có người này người kia, nọ người nam người nữ, mà giờ tánh vậy sao dám để vô. Mà giờ kiếm cái chỗ nào mà để ở cho nam không cũng hơi khó. Gỡ qua bên chỗ nhà nước thì người ta xác minh lại rồi, sang xin hai chỗ xác minh lại thì không có, mà cái người, có người thân người ta đâu có nhận được đâu. Ta chỉ nhận những người nào mà vô gia cư thật sự không còn người thân nữa. Hết cách giúp rồi. Này cũng giống như Sang mắc nợ hay sao? Không phải gì mình giúp là mình cũng kể công kể ơn lùi vậy đấy. Như Sang giúp Sang cũng cần kể công kể ơn nữa. Nhưng mà giúp mà những người nào mà họ không khổ mà họ biết để mà tự vươn lên đó,
thì mình còn ham giúp, nhưng mà giúp mà bây giờ những người mà họ có cái tính tình như vậy thật sự rất là khó lòng mà để giúp. Sao nói thật luôn. Cho nên thì thử ra thì đó là về tới đây là ngay chỗ sang bên sang là bập thuốc sang đó, từ đây tới sáng rồi hết thuốc không? Bây giờ mà để mà coi có thuốc còn bao nhiêu điếu rồi từ đây tới sáng rồi biết út dữ lắm luôn. Xe còn không? Thuốc thiệt luôn. Cũng dữ lắm luôn mà sai người ta đi mua hết thuốc, sai người ta đi mua thuốc nó mua chậm cũng cự nè, như nãy đi dọc đường nó về mua hộp cơm cho ăn, cho hộp cơm ăn, Cường khỉ mua hộp cơm nói sao Cường, nãy dọc đường mình mua hộp cơm cho ăn ông nói sao, mỡ cơm thì không có, mỡ hành không có, chua kỳ vậy, nó này nó nọ có ăn dê quá ăn. Ở vậy thật sự hỏi sao mà cái đứa cháu nó không nuôi. Rồi nó tính tình vậy làm sao mà con người ta chịu nổi, người ta nuôi rồi người ta khổ nữa. Chắc có lẽ là sang giữ đây tới sáng mai mà sang tìm chỗ không có nữa, nó buộc sang nó đưa về nơi bắt đầu á. Nơi tình yêu bắt đầu ở ngoài quốc lộ. Cỡ lên thằng đèn với thằng đường quá. Chứ giờ hết cách rồi, mình cũng muốn giúp chứ không phải lại, nhưng mà tính khí như vậy là khó giúp được lắm. Giờ để số phận như vậy rồi, giờ biết nói sao, càng nói mất công nó ấy. Mà mấy thầy trò xuyên đêm tới 7 giờ sáng luôn, 5 giờ tới chỗ kia giao hoàn thành chạy về lại Sài Gòn đúng 7 sáng, 7 mấy sáng. Bữa nay cũng 1 mấy sáng. Rồi tối anh ngủ nha, để cho mấy đứa tài xế nó ngủ sáng, mai nó chở bệnh nhân nó đưa đi đó. Anh mà tối mà anh không chịu ngủ mà anh tới luôn rồi lục hoài là không ai ngủ được, là không được á. Ok thì thôi ngủ giùm tôi nha. Ở đây chứ không phải là ở trên này chỗ dưỡng lão đâu, anh sai anh sai. Ở trên này anh thử ra anh hút hết thuốc, anh nhanh thủ anh đi ngủ giùm tôi đi. Làm phiền mấy đứa nữa, mấy đứa tài xế nó sáng nữa nó còn chạy của thường nó đường khác về nữa, đi nữa. Mai mà tôi chở tôi xin nó không được nữa, buộc tôi chở về bù đắp lại luôn á. Nha. Tôi nói trước á. Về đâu? Về quê bà con luôn. Về quê, về Kiên Giang hả? Kiên Giang hả? Về dưới với ai? Bà con ở dưới. Về bên Sài Gòn Tây, về dưới bà con dưới đúng không? Đúng không? Về tới đâu? Kiên Giang. Kiên Giang đúng không? Đó, giờ anh nói hù á, ngày mai nếu xin được á, chở ông ra bên Sài Gòn Tây, ổng đi về Kiên Giang, về với bà con ổng dưới. Đó. Giờ báo cho thêm có người bà con ở dưới Kiên Giang nữa. Anh cái này là ngày mai tôi gắng cố gắng tôi xin một lần nữa mà không được thì buộc cô phải chở làm theo yêu cầu của anh. Chở anh vào bến xe. Tôi mua vé xe cho nó về lại Kiên Giang. Thấy không? Mua vé xe Vân Trang. Mua vé xe Vân Trang hả? Ok. Đi xe Quân Trang về tới đâu? Về tới Bến Tre, về Chổi. Nghe có bài sổ đúng không? Vừa vô Bến Tre luôn. Rồi rồi. Để ngày mai tôi anh xin một chỗ nó không được, nó tôi đưa anh ra bến xe. Giờ tôi cũng hết chắc giúp anh rồi. Dạ. Ha. Tôi chỉ giúp anh được tới đây thôi. Rồi về đi. Bây giờ sang tranh thủ về nghỉ ngơi, nó cho mấy đứa nó nghỉ ngơi một mấy sáng rồi. Cũng đuối trên rồi. Rồi một lần nữa sang cảm ơn cả nhà đã xem video.
và để lại bình luận bên dưới. Thật sự Gia Sang không biết nói làm sao đây. Ê, rồi cả nhà cứ tiếp tục theo dõi coi cái ảnh còn duyên với ai hay không. Còn không còn duyên nữa, buộc Sang phải cho làm theo ý của ảnh. Ý của ảnh muốn giờ là không xin được nữa thì chở ra bến xe ông về Kiên Giang về bà con không ở. Vậy đi cho nó ấy. Chứ giờ Sang hết biết cách rồi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại nha cả nhà, bye bye.